Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Người Đưa Tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 7 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xe phân khối lớn tông xe máy tại Đắk Lắk, 2 người tử vong, trong đó có một thai phụ. Xe khách gặp tai nạn trên cao tốc ở Khánh Hòa, 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Thế nào là đầu tư đúng cách cho con? Những băn khoăn xoay quanh câu hỏi này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự của chương trình. Giá xăng dự báo sẽ giảm trong phiên điều chỉnh hôm nay. Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 62 qua địa bàn tỉnh Long An. Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long thu hút lượng lớn du khách trong 6 tháng đầu năm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu chương trình là ghi nhận về giao thông. Thưa quý vị, sau khi tông xe máy khiến một thai phụ tử vong, nam thanh niên 16 tuổi chạy xe mô tô phân khối lớn được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Và các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều qua trên đường Đại lộ Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột. Thông tin ban đầu khoảng 15 giờ 40 phút chiều qua, em BNC 16 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đại lộ Đông Tây theo hướng từ xã Hòa Thắng đi trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến đoạn qua phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột thì bất ngờ tông vào xe máy do chị NTH 25 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển lưu thông cùng chiều. Va chạm mạnh khiến chị H tử vong tại chỗ. Được biết chị H đang mang thai tháng thứ 5. Riêng MC bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo các nhân chứng, chiếc xe mô tô đang chạy với tốc độ cao sau khi tông vào xe máy đã lao lên dãy phân cách hơn 100 mét mới dừng lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Đại lộ Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột hiện vẫn chưa chính thức thông xe. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong. Còn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, xe khách đang chạy bất ngờ tông vào xe tải phía trước khiến 2 người tử vong, nhiều hành khách bị thương. Và sáng nay, xe khách biển số thành phố Hồ Chí Minh chở nhiều người đi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Nam ra Bắc. Khi đến địa phận huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ tông vào xe tải đi cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến 2 người trên xe khách tử vong, 2 ô tô hư hỏng, trong đó xe khách biến dạng phần đầu. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Còn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tối qua đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô đầu kéo và xe tải. Sau đó thì một tài xế xe khách thấy vụ tai nạn nên phanh gấp, dẫn tới tự lao vào hộ lan ven đường. Tai nạn khiến cho 3 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, may mắn là không có thương vong về người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 phút tối qua, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo lưu thông theo hướng Lào Cai đi Hà Nội và một xe tải. Vì để tránh hai phương tiện này, xe khách giường nằm đánh lái dẫn tới tự lao ra ngoài hộ lan của cao tốc. Tại hiện trường, 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng, phần đuôi của xe khách chắn ngang đường. Xe đầu kéo bị gãy gập cabin và phần rơ móc chở hàng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Cả hai chiều đường qua hiện trường vụ tai nạn đều bị ùn tắc. Ngay sau đó, đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 1, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông đã cử lực lượng đến hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn này. Tại Bình Thuận, chiếc xe khách thắng gấp khi lưu thông qua cầu Phú Hải, thành phố Phan Thiết, dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô, gây ùn tắc kéo dài 3 km vào giờ cao điểm. Ghi nhận tại hiện trường, xe khách 40 chỗ mang biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông phía trước bị một ô tô 16 chỗ tông vào đuôi xe. Sau ô tô 16 chỗ là 3 xe ô tô khác đâm vào nhau, cả 5 xe va chạm tạo chuỗi tai nạn liên hoàn. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng cả 5 ô tô đều bị hư hỏng. Hiện trường vụ tai nạn giữa cầu Phú Hài, các phương tiện chắn hết đường đã gây kẹt xe kéo dài suốt nhiều giờ liền. Do trưa Chủ nhật là thời điểm các ô tô chở khách du lịch trở về nên đã gây ùn tắc nghiêm trọng tuyến đường chiều từ Mũi Né vào trung tâm thành phố Phan Thiết. Nhận tin báo thì lực lượng cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng và thu giữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Cụ thể, khi tuần tra kiểm soát trên tuyến đường nối giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường tránh thành phố Đồng Hới, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình phát hiện đối tượng Trương Công Linh, sinh năm 1990, trú xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, dừng xe ở chân cầu Lũy Thầy thuộc xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới để lấy một gói ni lông. Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong túi ni lông có 1.993 viên ma túy hình tròn, viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Mở rộng điều tra, lực lượng công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1990, trú xã Giỏ Ninh, huyện Quảng Ninh, và Bùi Tuấn Anh, sinh năm 2001, phát hiện hai viên nén tương tự như trên. Đối tượng cũng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Hiện công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. Cha mẹ nào cũng luôn yêu thương, đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc cho con, mong muốn sau này thì con của mình sẽ thành công và hạnh phúc. Thế nhưng không phải cách đầu tư nào của cha mẹ cũng có thể mang lại hiệu quả và phù hợp với con của mình. Mà đôi khi nếu như đầu tư sai cách thì có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc đối với con của mình. Vậy là để đầu tư cho con như thế nào là đủ và đúng để con có thể vững bước trên đường đời phía trước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung này trong phóng sự ngay sau đây. Lo lắng cho tương lai của con, đưa mong muốn con mình sau này sẽ trở thành người tài giỏi. Nhiều phụ huynh không ngại chi số tiền lớn để đầu tư cho con học ngoại ngữ, học thêm nhiều môn nghệ thuật như đàn, vẽ. Hình ảnh phụ huynh đứng ngồi hàng chờ đợi các con đến tối muộn tại các trung tâm và các lớp dạy thêm dường như đã trở nên quen thuộc. Thế nhưng, việc cho trẻ học nhiều kiến thức, kỹ năng như vậy khi chưa tìm hiểu về năng lực và sở thích của trẻ có phải là một sự đầu tư lãng phí? Mỗi đứa trẻ phải có một cái kế hoạch đầu tư khác nhau và không giống nhau. Và muốn làm được cái điều đó thì phải hiểu con. Nhất là người ta là hiểu mình, hiểu người. Mà hiểu mình ở đây là hiểu rõ về đứa trẻ, năng lực, sở thích, cá tính, bản thân đó. Cái nền tảng hiện tại. Và hiểu người ở đây chính là hiểu về kinh tế, về thị trường, về xã hội, về nhu cầu. Về mọi thứ nó sẽ sắp diễn ra trong tương lai. Mình có sự chuẩn bị tốt cho con như thế nào. Thì đó là một cái khâu để làm những cái yếu tố cân nhắc, điều chỉnh lại trong cái không nên đầu tư cái gì cho con. Nhiều phụ huynh đồng hành xuyên suốt cùng con trên chặng đường học tập. Nhờ có sự đồng hành này mà nhiều em đã đạt được thành tích cao trong các kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên, không phải sự đồng hành quan tâm nào cũng mang lại kết quả tốt. Nhiều cha mẹ ép con phải học thêm đủ các môn như toán, văn, tiếng Anh, lý, hóa vào các buổi tối. Sự quá tải của áp lực học hành, thi cử đã khiến nhiều em rơi vào mệt mỏi, trầm cảm. Và phụ huynh các em cũng vậy. Đối với các bậc phụ huynh thì ngày nay rõ ràng trong cái xã hội phát triển thì ai cũng muốn con mình học giỏi, học tốt, đạt những cái thành tích cao. Chính vì vậy mà đề ra cho các cháu rất là nhiều những cái chỉ tiêu để có thể học tốt nhất, mà chúng ta lại không quan tâm đến cái khả năng thực của các bé, cũng là một trong những cái nguyên do có thể dẫn đến đầu tiên là các bé căng thẳng, mệt mỏi rồi dẫn đến trầm cảm. Theo một nghiên cứu do Quỹ Di động Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam công bố rằng áp lực học tập là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ em và trẻ vị thành niên ở nước ta gặp các rối loạn về sức khỏe tâm thần. Thực tế, nhiều phụ huynh thường đặt kỳ vọng lớn và gây áp lực đối với việc học tập của con em, mà không hiểu tính cách, sở thích, năng lực của trẻ có đáp ứng với kỳ vọng của mình hay không. Đầu tiên là việc mà bố mẹ phải hiểu con mình. Thứ nhất là tính cách, sở thích, năng lực, cái khả năng đứa trẻ này có phù hợp với ngoại ngữ không, nó giao tiếp tốt không, nó hoạt bát hay không, nó là cái đứa là nghiêng về xã hội hay nó nghiêng về cái khối tự nhiên, nó tính toán giỏi hay là cái đứa mà đầu óc tưởng tượng bay bổng, thì phải cho nó về những cái nhóm ngành phù hợp đó với những cái môn năng khiếu phù hợp với đặc thù của con. Cái thứ hai là phải coi được cái thị hiếu, cái nhu cầu thị trường ấy. Xã hội nó đang thay đổi cái gì, sắp tới thì cần phải chuẩn bị cái gì, hoặc là những cái kỹ năng để tự học, tự khám phá, tự điều chỉnh, tự kiểm soát bản thân. Những cái đó mà không trao cho con á, thì sau này mình không thể. Đặc biệt á, là muốn đứa trẻ là một đứa trẻ tử tế thì bố mẹ chính là cái mẫu gương. Ví dụ bố mẹ là người cầu tiến, ham học hỏi, rồi luôn luôn cầu thị, luôn luôn là người tử tế, biết đối xử, thì đứa trẻ nó tự động nó sẽ nhìn thấy cái mẫu đó và nó có những cái hệ giá trị đó nó vào người. Và nó cũng vậy. Bên cạnh việc học tập kiến thức thì trẻ cũng cần được phát triển các kỹ năng xã hội như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đồng hành, thấu cảm với cuộc sống xung quanh. Và muốn có được các kỹ năng này, phụ huynh cần cho trẻ có cơ hội được trải nghiệm học tập. Hơn hết, vẫn là sự thấu hiểu và đồng hành từ các bậc phụ huynh trên bước đường trưởng thành của con. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Giá xăng dự báo sẽ giảm trong phiên điều chỉnh hôm nay. Đưa vào khai thác 4 ga mới trên tuyến đường sắt Bắc Nam trong tháng 7 này. Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 62 qua địa bàn tỉnh Long An. Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long thu hút lượng lớn du khách trong 6 tháng đầu năm. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, do trùng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần nên kỳ điều chỉnh giá xăng dầu 1 tháng 7 được lùi sang hôm nay 3 tháng 7 theo quy định. Và sau 2 lần giữ nguyên, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay được dự báo sẽ giảm nhẹ. Giá xăng trong nước hôm nay dự báo có thể giảm từ 300 đến 400 đồng một lít nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn, mức giảm có thể ít hơn hoặc giữ nguyên. Gần đây, giá dầu thô tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm nhẹ. Đây là cơ sở để giảm giá xăng dầu trong nước. Trong 6 tháng đầu năm, giá xăng dầu trong nước giảm 18,27% theo biến động của giá thế giới. Tác động làm CPI chung giảm 0,66 điểm phần trăm. Từ ngày 10 tháng 7 tới, việc đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa thường trú, hỗ trợ mai táng sẽ thực hiện liên thông trên cổng dịch vụ công quốc gia. Với đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ, người thân của trẻ điền thông tin vào tờ khai điện tử theo mẫu trên cổng dịch vụ công. Khi hồ sơ hợp lệ, nhà chức trách sẽ xử lý trong vòng 2 ngày. Với đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng, người có nhu cầu sẽ điền thông tin trên cổng dịch vụ công theo hướng dẫn. Sau đó, nhà chức trách sẽ chuyển trích lục khai tử trên cổng dịch vụ công qua phần mềm liên thông đến cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để cấp quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Sau đó, thì bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trợ cấp mai táng hoặc là làm thủ tục thôi hưởng theo quy định. Theo đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, việc triển khai 2 nhóm liên thông trên cả nước giúp cho người dân giảm thời gian chi phí đi làm khi chỉ cần thực hiện một lần nhưng giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo. Hiện thì thời hạn trả kết quả khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi mất 15 ngày. Tuy nhiên, khi mà đã liên thông và thực hiện qua cổng dịch vụ công, chỉ mất 2 ngày là xong cả 3 thủ tục. Thưa quý vị và các bạn, về hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định đưa vào khai thác sử dụng 4 ga mở mới thuộc dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn trong tháng 7 này. Theo đó, 4 ga mở mới gồm ga Phong Phú thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ga Vĩnh Tân thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ga Cam Thịnh Đông thuộc xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và ga Hàm Liêm thuộc xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 4 ga đưa vào khai thác trên đều là các ga kỹ thuật có chức năng sử dụng là nhường tránh tàu, không đón trả khách. Mục tiêu dự án là cải tạo nâng cấp đường sắt nhằm tăng năng lực hạ tầng, đảm bảo an toàn, không đặt ra mục tiêu tăng vận tốc, rút ngắn thời gian chạy tàu toàn tuyến. Liên quan đến vụ sạt lở tại cầu Bún Bà Cổ thuộc quốc lộ 62, quốc lộ N2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã yêu cầu các ngành liên quan phải theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi lưu thông qua tuyến đường này. Trước đó, người dân sống xung quanh cầu Bún Bà Của, km 65+400 thuộc quốc lộ 62, quốc lộ N2, phát hiện vết nứt ngay chân cầu. Sau đó sạt lở xảy ra ở lề đường phía kênh Dương Văn Dương. Vị trí sạt lở cách tim đường 4,5 m, sụt lún sâu 30 cm trên chiều dài 15 m. Đến sáng qua 2 tháng 7, điểm sụt lún đã sâu đến 90 cm và kéo dài 20 m. Tỉnh cũng đã quan tâm và cũng đã có chỉ đạo định hướng cho Ủy ban dân huyện cũng như Sở Giao thông và Sở Nông nghiệp để phối hợp thường xuyên chặt chẽ với khu quản lý đường bộ để làm sao mà gia cố cái đoạn này đảm bảo là an toàn lâu dài. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần Xây dựng 676, đơn vị quản lý bảo trì tuyến quốc lộ 62, quốc lộ N2 đã tổ chức gia cố bằng đá học, đống cừ để ngăn chặn sạt lở. Do đây là tuyến đường huyết mạch của vùng Đồng Tháp 10 và một số tỉnh miền Tây, nên lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, khả năng sạt lở sẽ còn diễn biến phức tạp. Về sản xuất nông nghiệp, đến thời điểm này thì nông dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu năm 2023. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều diện tích lúa bị thiệt hại. Vụ lúa hè thu năm nay, toàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xuống giống được hơn 28.950 ha. Những nơi xuống giống sớm, trà lúa đã được hơn 1 tháng tuổi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều ở giai đoạn đầu vụ, nên nhiều diện tích lúa bị thiệt hại. Có hộ gieo xạ lại lần 2 nhưng vẫn không đạt kết quả. Đơn cử như hộ ông Trần Văn Hồng ở xã Khánh Bình. Vụ hè thu này, gia đình ông sản xuất 7 công, nhưng hiện tại chỉ đạt khoảng 50% diện tích. Số còn lại đã bị thiệt hại, không có khả năng khắc phục được. Năm nay thì nói chung xả khô đó, rồi chụp bóng mưa luôn, rồi nó hư luôn. Chứ cũng không có gì hết trơn á, bởi vì tính ổng đâu có mưa thì giữ trời vậy. Rốt cùng lại ổng đóng một cái ngập hết trơn luôn, rồi cũng như nó không lên được. Rồi ngâm giống xả lại rồi nó cũng hư luôn. Nói chung là năm nay thì cái rượu xả khô thì nói chung năm nay nông dân là hoàn toàn là thất rồi. Coi như là nếu mà hãy tính ra là cũng khoảng cỡ 60%. Mặc dù bà con nông dân tích cực chăm sóc tỉa dặm, nhưng do lúa chết nhiều nên không đủ lượng mạ để dặm lại. Hiện tại không còn khả năng khắc phục, một số hộ đành bỏ đất trống chờ vụ mùa sau mới gieo xạ trở lại. Thêm một khó khăn nữa là hiện nay xảy ra tình trạng chuột cắn phá nhiều, nên bà con cần chủ động diệt chuột để bảo vệ trà lúa. Với lợi thế khí hậu ổn định, nhiều điểm đến gắn với miệt vườn sông nước xanh mát, nhiều trải nghiệm đặc sắc, các địa phương đồng bằng khu vực sông Cửu Long thu hút lượng lớn du khách trong 6 tháng đầu năm và cũng đang tiếp tục có những sản phẩm hấp dẫn để giới thiệu đến du khách trong mùa du lịch hè năm nay. Tại Cần Thơ, 6 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động du lịch lữ hành của toàn thành phố đạt gần 160 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn ở An Giang, trong 6 tháng đầu năm, đón khoảng 6 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, du lịch các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau cũng ghi nhận tín hiệu vui về phát triển du lịch với mức tăng trên 40%. Thưa quý vị và các bạn, giống chó exotic bully nhập từ Pháp gần đây đang được nhiều người yêu thú cưng ưa chuộng. Nắm bắt được nhu cầu đó, từ sở thích, một thanh niên ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn mua giống chó này về nuôi và nhân giống để bán ra thị trường, qua đó cho thu nhập cao mỗi năm. Với sở thích nuôi chó kiểng, đặc biệt là giống chó có cơ bắp, nên hơn 7 năm qua, anh Phạm Thanh Giang, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã chi hàng tỷ đồng đầu tư nuôi chó bully để bán giống. Để chó phát triển tốt, tránh sốc nhiệt, anh Giang duy trì nhiệt độ thích hợp, trong phòng nuôi có máy điều hòa. Trại nuôi gồm nhiều phòng và có khoảng sân chung được thiết kế phù hợp với đặc điểm sinh sống của giống chó bully. Cũng có một số khó khăn như vận chuyển, tại bully này thành cái hơi thở nó cũng hơi khó, nó dễ sốc nhiệt, vận chuyển từ nước ngoài về cũng hơi kỹ, nó khó hơn dòng chó khác. Một thời gian sau nó mới thích nghi, thường như buổi trưa nóng quá thì anh sẽ cho ở máy lạnh, còn mát như thời điểm này thì anh cho ở quạt thì nó cũng dễ chịu chứ không nổi mà khó. Do đặc điểm mỏng ngắn nên chó exotic bully ăn uống kém, xương nhỏ nên việc đi lại cũng yếu sức hơn các giống chó khác. Mỗi ngày anh Giang cho chó ăn 1 đến 2 cữ. Thức ăn gồm thịt heo, thịt gà xay trộn với rau củ. Ngoài ra anh thường xuyên bổ sung vitamin, canxi để chó phát triển tốt. Đến nay, anh Giang đã nhân đàn thành công với số lượng 20 con chó trưởng thành và bán chó con cho nhiều nơi. Chó con sau 3 tháng thì có thể xuất bán, có giá từ 22 đến hơn 175 triệu đồng mỗi con. Nhờ đó, anh có thu nhập hơn 300 triệu đồng một năm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.